Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành. Và Khải rất vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Như quý vị cũng đã theo dõi thời tiết á, thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà miền Bắc cũng như là Bắc Trung Bộ đón cái đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021. Thì khi mà thời tiết đang giao mùa như vậy á, thì cơ thể chúng ta sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi và có những cái căn bệnh nó sẽ xảy ra trong cái thời tiết giao mùa này, đặc biệt là cái bệnh ho và hen suyễn. Thì trong video này Khải sẽ chia sẻ với quý vị một cái bài thuốc rất là hiệu quả trong dân gian, chúng ta làm từ những cái nguyên liệu rất là đơn giản, cũng như là chia sẻ với quý vị những cách dây ăn bắp huyệt trong đông y để giúp trị được bệnh ho hen suyễn và đặc biệt là tình trạng ho có đờm, ho dai dẳng. Và trước khi đi vào phần chia sẻ thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho Khải nha. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đi ngay vào phần nội dung chính nha. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái tình trạng ho. Thì ho là một cái phản ứng rất là tự nhiên của cơ thể. Khi mà cơ thể phát hiện có những cái tác nhân gây bệnh thì cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách là sẽ ho nhằm tống đẩy những cái tác nhân này ra bên ngoài. Những cái tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn, virus này, hoặc là những cái phấn hoa, hoặc là lông thú vật, vân vân. Những cái tác nhân này nó sẽ làm hại cho cái đường hô hấp và cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách là ho để tống đẩy chúng ra bên ngoài. Hoặc là trong cái thời tiết giao mùa, những quý vị nào mà có cái sức đề kháng kém, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, thì cơ thể rất là dễ bị cảm lạnh, cảm cúm, và có tình trạng là cái dịch nhầy nó rất là nhiều ở trong cái đường hô hấp và người ta gọi đó chính là đờm. Thì khi mà đờm nó quá nhiều á, cái chất nhầy này nó quá nhiều thì cơ thể chúng ta cũng sẽ ho để tống đẩy nó ra bên ngoài. Nhưng mà có những quý vị cái lượng đờm này nó sinh ra là quá là nhiều. Mặc dù ho ngày này qua ngày kia hoặc là cái tuần có tháng nhưng mà cái đờm này nó vẫn không có khỏi. Mặc dù đã sử dụng rất là nhiều những cái loại thuốc nhưng mà tình trạng ho vẫn chưa thuyên giảm. Thì quý vị hãy thực hiện cái bài thuốc sau đây. Và cái bài thuốc đó được làm từ cái củ nén. Khải sẽ để cái hình ảnh ở chỗ này để cho quý vị tiện tham khảo. Đây chính là cái củ nén. Và cái bài thuốc của chúng ta được làm từ ba nguyên liệu chính: củ nén nè, đường phèn và mật ong. Ba nguyên liệu chính. Thì củ nén á, quý vị chuẩn bị cho Khải khoảng là 15 củ. Chúng ta lột bỏ cái vỏ lụa của nó bên ngoài đi và rửa sạch. Còn đường phèn á, thì chúng ta chuẩn bị khoảng là một vài viên nhỏ. Mật ong á, thì chúng ta chuẩn bị khoảng là 2 thìa. Thì quý vị sẽ vệ sinh cái củ nén này, chúng ta cắt đôi ra, chẻ đôi nó ra. Chúng ta không có đập dập nha. Đập dập thì cái mùi của nó bốc lên rất là khó chịu. Chúng ta cắt đôi là được. Cắt đôi 15 củ nén chúng ta bỏ vào cái chén. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào khoảng là 2-3 viên đường phèn to bằng cái ngón tay út đó quý vị. To bằng cái đầu ngón tay út thôi. Nhỏ nhỏ thôi quý vị, không có nhiều quá. Mật ong thì chúng ta cho vào khoảng là 2 thìa cà phê. Rồi chúng ta đảo đều, chúng ta cho vào nồi, chúng ta chưng cách thủy. Nhưng quý vị nhớ nha, chúng ta chưng cách thủy tức là chúng ta để cái chén nó cách cái mặt nước, làm chín bằng cái hơi nước, người ta gọi là chưng cách thủy. Thì chúng ta chưng cách thủy khoảng 15 phút rồi chúng ta tắt bếp, chúng ta mang ra, chúng ta để nguội và chúng ta dùng. Dùng một ngày thì chúng ta dùng khoảng 3-4 lần. Mỗi lần thì chúng ta dùng là khoảng một thìa cà phê, một thìa cà phê cái bài thuốc này. Cái bài thuốc này rất là hiệu quả để trị được cái chứng ho, ho dai dẳng và ho có đờm rất là hiệu quả. Cái bài thuốc này tiêu đờm rất hiệu quả. Đặc biệt là trong cái thời gian mà giao mùa như hiện nay á, đặc biệt là miền Bắc á, thì trẻ em bị sổ mũi này và bị ho có đờm rất là nhiều. Người cao tuổi cũng vậy. Thì quý vị làm cái bài thuốc này để cho trẻ cũng như là cho người cao tuổi sử dụng. Và tất nhiên là ai cũng có thể sử dụng được cái bài thuốc này. Tại vì nó hoàn toàn là từ thiên nhiên, không có bất kỳ cái tác dụng phụ nào cả, cho nên quý vị yên tâm nha. Thì như Khải nói đó,
thì một ngày quý vị sử dụng khoảng là 3 4 lần, cách nhau ra thời gian, ra chúng ta chia đều ra buổi sáng rồi khoảng 8 9 giờ, buổi trưa nửa buổi chiều rồi buổi tối. Mỗi lần thì chúng ta sử dụng khoảng là một thìa cà phê, một thìa nhỏ thôi, trước sau khi ăn gì cũng được cả nha quý vị. Và đó chính là cái bài thuốc được làm từ củ nén, đường phèn và mật ong, rất là hiệu quả để trị được cái chứng ho và ho có đờm. Song song với cái việc sử dụng bài thuốc này thì quý vị có thể áp dụng thêm cái cách là tác động vào những huyệt vị cho đông y. Cách này cũng sẽ rất là tự nhiên, giúp cơ thể tự chữa lành, đẩy nhanh cái quá trình chữa lành cái bệnh ho. Bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị cách tác động vào huyệt vị đầu tiên. Cái huyệt vị này nó có tên là huyệt Thái Uyên. Huyệt Thái Uyên. Bây giờ Khải sẽ chia sẻ và quý vị có thể vừa xem vừa thực hành theo để chúng ta nhớ được lâu hơn nha. Huyệt Thái Uyên á thì nó sẽ nằm ở trên cái cổ tay, thì quý vị hãy giơ cánh tay ra giống như Khải này. Nó sẽ nằm trên ngắn cổ tay này và cái vị trí cụ thể là nó sẽ nằm dưới cái ngón tay cái. Hãy quý vị, từ ngón tay cái này chúng ta gióng thẳng xuống, nó giao với lại cái ngắn cổ tay tại một vị trí, thì vị trí này chính là vị trí huyệt Thái Uyên. Huyệt Thái Uyên, đây là huyệt vị của phế kinh. Phế kinh tức là cái đường kinh mạch nó chủ trì và liên quan trực tiếp ở cái phổi của chúng ta. Và tương tự như vậy thì trên cái tay tay phải, trên ngấn cổ tay phải cũng sẽ có một huyệt vị Thái Uyên nằm dưới cái ngón tay cái và giao nhau với lại cái ngấn cổ tay. Trên ngấn cổ tay này có rất là nhiều huyệt vị, huyệt Thần Môn này, Đại Lăng và Thái Uyên là những huyệt vị rất là quan trọng để giúp chúng ta chữa trị được nhiều bệnh tật khác nhau. Và cách tác động vào huyệt Thái Uyên này thì quý vị sẽ dùng cái ngón tay cái chúng ta ấn vào. Ấn vào, quý vị thấy khi ấn vào ngay cái phía dưới ngón tay cái này. Ấn vào, thứ nhất là chúng ta có thể giữ trong khoảng 5 đến 10 giây rồi chúng ta buông ra. Và chúng ta lại ấn vào. Chúng ta làm liên tục như vậy trong khoảng 30 lần hoặc là trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút là hợp lý. Cách thứ hai á, là quý vị sẽ dùng nhang ngải cứu nha. Đây quý vị có thể tìm mua cái nhang ngải cứu này ở quầy thuốc đông y này, hoặc là ở trên những trang thương mại điện tử. Một gói như vậy có giá dao động từ 35 đến 50 nghìn tùy vào cái nơi bán. Thì sau khi quý vị mua về, chúng ta lấy ra một điếu này, thì quý vị thấy đấy là một điếu, dùng cái bếp ga hoặc là bật lửa khò để chúng ta thắp nó nhanh hơn. Và chúng ta tận dụng cái nhiệt, khi mà cái điếu ngải cứu này nó đỏ, nó tạo ra nhiệt, chúng ta sẽ hơ vào huyệt Thái Uyên. Đó, đây là một cách tác động huyệt vị hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta cần phải thực hiện ở một nơi thoáng mát để cái khói ngải cứu này nó được thoát đi, chứ chúng ta không có được thực hiện ở trong phòng kín. Cái khói ngải cứu này nó không có thoát đi thì chúng ta hít trực tiếp trở vào thì làm hại cho phổi của chúng ta. Thì tác động bằng tay, bằng ngải cứu, cách nào cũng được. Hoặc là quý vị có thể dùng thêm một ít dầu cao, tức là cái dầu nóng á, chúng ta bôi vào cái huyệt vị Thái Uyên này và chúng ta massage để tăng thêm hiệu quả cũng được. Cách nào cũng được nha quý vị. Quý vị thấy tiện cách nào thì chúng ta sử dụng cách đó. Và một ngày thì chúng ta sẽ tác động vào huyệt vị Thái Uyên này khoảng 2 lần, một lần vào buổi sáng sau khi thức dậy và một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Cái tình trạng ho ho dai dẳng á, đặc biệt là trẻ em vào ban đêm á, nó ho rất là nhiều, hầu như là không thể đi ngủ và ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác nữa, thì cách tác động huyệt vị cũng có thể áp dụng được cho trẻ em nha quý vị. Cho trẻ em khoảng là 4 5 tuổi trở lên thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái cách này. Tuy nhiên đối với trẻ em thì chúng ta dùng một cái lực nó nhẹ, chứ không có dùng lực mạnh thì làm trẻ em nó bị đau nha. Và sau khi tác động huyệt vị Thái Uyên thì quý vị sẽ tác động thêm một huyệt vị nữa, và huyệt vị này nó sẽ nằm ở cái khuỷu tay của chúng ta, nó có tên là huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch đây cũng là huyệt vị của phế kinh, nó nằm ở giữa cái khuỷu tay của chúng ta, cái khuỷu tay. Thì cách tác động vào đây thì quý vị cũng sẽ dùng ngón tay chúng ta ấn vào này. Đó, quý vị thấy này, đây chính là cái khuỷu tay, nằm giữa khuỷu tay này này, nó giao nhau với lại cái sợi gân to đó. Chúng ta ấn vào, có thể là quý vị sẽ dây vòng tròn theo cái chiều kim đồng hồ. Chúng ta bôi một cái lượng dầu cao vừa đủ vào cái khuỷu tay này và chúng ta sẽ dây bằng ngón tay cái, dây vào. Chúng ta cũng sẽ tác động tương tự như là tác động huyệt Thái Uyên vậy. Chúng ta có thể là giữ trong khoảng 5 đến 10 giây hoặc là dây theo chiều vòng tròn khoảng 2 đến 3 phút. Và tác động huyệt xích trạch ở trên cái khuỷu tay trái xong á thì chúng ta sẽ chuyển sang tác động huyệt xích trạch trên cái khuỷu tay phải thì mới mang lại hiệu quả cao. Và một ngày quý vị cũng sẽ tác động huyệt xích trạch này
bằng tay, bằng nha ngải cứu hoặc là bạn sấy tóc, cách nào cũng được, khoảng 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra, lúc nào quý vị có thời gian rảnh thì chúng ta hãy vỗ vào, chúng ta vỗ vào hoặc là chúng ta bóp, đấm bóp nhẹ nhàng vào để làm tăng cái quá trình chữa lành bệnh ho nha. Và như vậy là vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị một cái bài thuốc trong dân gian cũng như là cách tác động những huyệt vị trong đông y. Cái phương pháp này là một cái phương pháp rất hiệu quả nhưng vô cùng lành tính để giúp quý vị chữa trị được bệnh ho, ho có đờm, ho dai dẳng và kể cả tình trạng bị hen suyễn. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thật sự là hữu ích để giúp quý vị có thể chăm sóc sức khỏe ở nhà hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình. Và nếu như mà quý vị xem thấy hay thì quý vị hãy nhấn like và chia sẻ cho những người khác cùng xem. Có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bệnh gì thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để khi nào Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.